tôi là giúp chị để hoa và phải chăm sóc lên hạt hạt này ốp hạt này
Mình làm kiến trúc sư luôn đi chị. Cộng bằng là cái người mà người mà chủ nhà của người ta ấy, cái nhà của người ta ấy. Động vào người ta xì khói luôn mà. Hả? Có. Đây là game sáng tạo ấy. Nhà người ta làm đẹp lắm, nhà mình làm xấu xấu. Hả? Hả? Chị ấn vào cái giường không ở bên trái. Thank you.
Ôi, Anh. đừng chị ơi. Anh. Em chơi thế thật. Đuổi nó anh nhỉ. Anh đuổi là người em chẳng không anh. Kể ra mấy cái thiết kế mà mình đang thiết kế trong đây mà đã áp dụng vào đây. Cái con chủ nhân ngôi nhà này thấy mà ô bọn này trồng nhiều cây lắm, mía mủ các thứ này. Mấy cây này trong ăn được đấy. Xong có cả nước ở bên dưới cơ, để em thử xem. Chỗ khô của em trồng. Phúc chết mẹ ơi, ôi.
cái phòng của em chia làm hai ngăn đúng không? Ngăn em chưa có ai lên, còn ngăn bên cạnh có một em gái. Em đấy xin bạn lên chơi rồi. Okay. Nhưng mà em đấy sang bên nhà bạn ở. Sao anh ơi, em hiểu chuyện mặt này nó ăn lòng này là lòng hai bố anh ấy đứng trước đã đi tớ bốn ca rồi hai chuyện mặt này nó máu quá bây giờ em đến thank you.
chuyến đi. Em sao lâu rồi đấy? Ừ, chạy luôn. Ủa, lấy cái thằng này nó chặt cả hai cái mình. Cần câu cá ba giữ giữ mấy con cá này mà không câu là con nào thì thôi rồi. Trời. Không, em chưa chồng. Em không để cho cá nó đớp mồi em. Ở trong cần câu không thấy có mồi nhưng mà không biết là cho mồi vào gì. Kiếm cơm. Và một slot với cháu. Lấy Phương Uyên.